Khi thọ mệnh gần cạn kiệt thì người ta có xu hướng dễ tương tác, tiếp cận hoặc nghe thấy những sự tồn tại nơi linh giới có nhân duyên nghiệp quả sâu dày với mình. Do các việc như vậy mà họ cũng thay đổi tính khí trở nên khác lạ so với tính cách bình thường của mình. Phần 2 này sẽ chia sẻ về người làm điều ác khi sắp hết thọ mệnh sẽ được nghiệp dẫn về đâu. Người có gieo trồng nhiều điều bất thiện hay dính phải cộng nghiệp bất thiện trong lục thân gia đạo thì hay ngủ mơ nhìn thấy chúng quỷ bu quanh mình đòi bắt mình đi. Nhìn thấy nhiều oán linh đến đòi mạng, nhìn thấy những việc bất thiện của mình và thân tộc lục thân mình từng làm hại chúng sinh ra sao, tiếng kêu gào thảm thiết của chúng sinh bị tàn hại ra sao. Những việc không vui, đầy phiền não, đau khổ trong quá trình tương tác giữa mình với cuộc đời. Mình gây đau khổ cho ai? Ai gây đau khổ cho mình? Do nhìn thấy những điều như vậy nên họ khó lòng buông xả các nỗi đau khổ vướng chấp thân tâm mình, dễ bị dẫn dụ lôi kéo, bị cuốn vào vòng xoáy của nghiệp dữ. Người như vậy thường chuyển sinh thành các dạng tồn tại mình từng gây đau khổ cho người vật ấy, rồi tự mình ám ảnh với những điều như thế. Đây chính là ám ảnh địa ngục đầy khổ đau mà kinh điển các tôn giáo thường hay nhắc đến. Khi chuyển sinh thành dạng tồn tại mới, người ta có thể đầu thai chuyển kiếp hoặc là một âm linh chịu sự dày vò thống khổ trong tâm cảm, có thể tồn tại ở chung đụng với chúng ta nơi hiện thế này hoặc do rung động cảm ứng mà chuyển sinh ở cõi giới u ám khác. Hiểu nôm na chính là các cõi u minh giới, âm quan cảnh, phong đô,